Sau 2 năm nằm tại Bệnh viện K điều trị căn bệnh ung thư dạ dày, anh Vi Sáu Hùng ở Lạng Sơn đã được các bác sĩ cho ra viện vì tình trạng sức khỏe đã ổn định. Song, nỗi lo lắng bệnh có thể tái phát đã khiến anh và gia đình lo lắng. Anh đã uống thêm vài gói thuốc nam với hy vọng chữa khỏi bệnh. Thế nhưng, bệnh có biến chuyển không phải tốt lên mà suýt cướp đi mạng sống của anh. Trong cái lúc đấy thì do là mình lúc còn sức khỏe, còn nước còn tát, cái thuốc gì mình cũng uống rồi. Thì mình cũng không hiểu biết thì mình cũng uống thôi. Vì ở trên dân tộc thiểu số nên cái chỉ số và hiểu biết thì nó rất là kém. Thế nên là gia đình tôi thì cũng không biết để điều trị kiểu như hai mặt. Thế nên là nó cũng có tác dụng phụ của thuốc nam rất là cao. Nên là bị cường gan và đã bị kiểu như là tưởng là không qua khỏi. May mắn là anh Huỳnh đã được người thân đưa đến bệnh viện kịp thời. Sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh ung thư của anh đã được kiểm soát và đang trong giai đoạn phục hồi. Tôi rất là hạnh phúc được sống lại được lần nữa và vượt qua được cái bệnh tật của chính mình. Không chỉ có anh Huỳnh mà nhiều bệnh nhân cũng vừa điều trị bằng Tây y, vừa điều trị bằng Đông y ở nhà, nên dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, khiến việc chữa trị càng khó khăn. Thế nếu mà chúng ta phát huy tốt thì sẽ điều trị nó sẽ rất là đúng. Nhưng còn mà những cái người mà lang băm ấy, người ta không có những cái kiến thức cơ bản về y học cũng như là đông y. Mà điều trị thì có những cái tác dụng phụ mà chúng tôi thường gặp là bệnh nhân đến khám thì những cái ông lang bà lang thì có những cái gói thuốc mà nó không rõ nguồn gốc. Người ta cứ tán lại, có những cái gói bột trắng mà cái bột đấy chúng tôi nghĩ là corticoid. Thế khi mà bệnh nhân đau đớn hoặc làm sao để đến khám mà cho cái thuốc ấy mà đau thì nó sẽ ngừng đau ngay. Ngừng đau thì bệnh nhân lại ngừng đột ngột. Khi ngừng đột ngột một cái thì bệnh nhân vô tình là cái tuyến thượng thận của người ta cũng sẽ bị ngừng đột ngột. Và lâu dài thì người ta sẽ bị gây ra cái suy tuyến thượng thận. Mà suy tuyến thượng thận thì nó ảnh hưởng rất là xấu đến tính mạng của người bệnh. Khi người bệnh đã bị như thế rồi thì nó sẽ làm cho cái biến chứng và điều trị của bệnh nhân và bác sĩ cũng vô cùng khó khăn. Bất kỳ một căn bệnh nào cũng cần được thăm khám và tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ, cũng như bất kỳ một loại thuốc nào cũng cần phải mua theo đơn, sự chỉ định của bác sĩ, kể cả thuốc nam hay thuốc bắc. Việc tùy tiện sử dụng thuốc chính là con dao hai lưỡi, khiến cho nhiều người bệnh lâm vào tình trạng nguy kịch hơn.